Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Đồng Tháp, gần Hồng Ngự các bạn, để mà quay gã bán cái chiếc xà lan này cho mọi người cùng xem, để cho anh chị em nào mà có nhu cầu mua và chuẩn bị mua thì tham khảo ha. Cái chiếc này có trọng tải là 450 tấn các bạn, và nó có cái chiều dài là 40m, chiều ngang là 7m4 và chiều cao là 2m7. Được đóng vào năm 2003 các bạn, và ton là ton 8 ly ha, sắt là sắt KMK. Thì sắt KMK thì mọi người biết sẵn rồi, nó cái độ bền của nó rất là cao. Và cái chiếc này đặt máy là Cumin 350 còi nhỏ, hộp số 4 tua và chân vịt là 1m32. Hiện tại thì đang kêu giá là 1,4 tỷ nha các bạn. Thì mọi người nào mà có nhu cầu mua xà lan hay là đổi mới xà lan gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại mình sẽ để trên màn hình, gặp ngay anh chủ tàu để mà thương lượng giá cả ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi review tàu để cho mọi người cùng xem hết từ mũi tới lái xuống dưới hầm máy, rồi đời máy cho người cùng nghe được cái hơi máy luôn ha các bạn. Dáng tàu đây đó. Chiếc này thì anh chủ tàu anh chia sẻ là anh lên này anh sơn lường rồi, bởi vì là mọi người cứ yên tâm. Còn đây là dàn ngoài, đây dàn ngoài thì có mớp hơi nè, nhưng mà không có gỗ ha, đặc biệt là không có gỗ ở dàn ngoài luôn nha các bạn. Tại vì sắt KMK thì nó rất là bền, rất là tốt. Mọi người cùng xem, bây giờ mình zoom cận vô đây. Mớp thì có mớp, tại vì 2003 thì tính đến thời điểm này là nó là 20 năm rồi các bạn. Thì trong vòng 20 năm đó thì mình chạy, mình ghé bến hay là mình cặp mạng này kia nọ với mình qua mặt này kia thì ít nhiều thì cũng phải có là cái sự mà gia chạm. Bởi vì là mớp thì chắc chắn là nó phải có mớp rồi, nhưng mà quan trọng là to nó có gỗ hay không thôi ha. Đây nước sơn thì còn láng lướt luôn. Anh chủ thì anh mới vừa lên này sơn lường xong. Ra dài ra tới mũi luôn nè. Chiếc này hiện tại thì đang chở cát ha, vẫn đang hoạt động. Hôm nay thì anh rảnh anh ghé về nhà, rồi mình mới đi lên trên này để mà quay cho người cùng xem. Đó, mọi người nào mà có nhu cầu mua thì xem tàu cũng tại ở Đồng Tháp luôn ha, gần ở khu vực Hồng Ngự các bạn. Về bên ngoài. Rồi bây giờ để mình đi xuống dưới tàu, mình đi từ mũi ra tới lái cho người cùng xem ha. Giá khởi điểm là 1,4 tỷ. Thì cái đó thì mọi người nào mà có muốn thương lượng hay là cái gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp cho cái số điện thoại của anh chú tàu, mình sẽ để trên màn hình ha. Đây, ở ngoài má trước nè, sắt KMK thì mọi người đã biết sẵn từ xưa tới giờ ha. Mấy anh em nào mà đi xà lan mà gành là phái dữ dằn lắm các bạn. Nó xét chỗ nào là xét có chỗ, chứ nó không giống như là mấy cái tôn Trung Quốc bây giờ mà nó xét ở trong xét ra. Đó, như là mấy chỗ này nè, nó có gỗ đó, nhưng mà nó chỉ có một nhúm nhỏ là của nó làm riêng biệt thôi các bạn. Nó không có lan tỏ ra giống như là mấy cái tôn Trung Quốc ha. Mấy tôn Trung Quốc bây giờ là đi nguyên giờ giống như là mày đai vậy đó. Chiếc này là chở hết tải là 450 tấn, còn đăng kiểm hình như là 310 tấn hay là 315 đó. Đây, bây giờ mình đi ra phía trước mũi, mình quay ngược vô cho người cùng xem này. Ở ngoài trước là có ngăn hầm sẵn luôn rồi, nếu mà chiếc này về chở cát xả tràn là vẫn vừa luôn ha. Tại vì hầm đã ngăn sẵn luôn rồi các bạn. Chở cát xả tràn hoặc là chở đá hoặc là chở cát bơm thì đều được hết trơn luôn ha. Còn đây là phía trên bon này. Hai cái quầy be chắn sóng thì ốp dách ốp hợp hết trơn rồi, kể cả luôn là cái quầy be hầm hàng cũng ốp hợp hết trơn luôn rồi các bạn. Giờ thì mình sẽ đi chui xuống dưới hầm mũi như thường lệ để cho mọi người cùng xem. Đây, xương rất là lớn ha. Đây, be găng hình như là tới 35 dập 5 lần các bạn, 35 hoặc là để đi dưới mình gá cái găng tay mình vô thử coi. Bên trong còn cũng rất là mới các bạn ơi. Cái này là do là ảnh thay nhớt, bởi vì là nó đen vậy thôi chứ không phải là nó xét ha. Đa số là xà lan là người ta đều thay nhớt như thế này ở bên trong các bạn, tại vì bên trong rất là khó sơn.
Nhưng mà mình thay nhớt như thế này thì nó bảo quản rất là cao, tại vì mình thay nhớt rồi cái trời nắng nóng á, nó bung cái hơi nhớt lên thì nó sẽ lòn lách vô trong những cái nóc dạ nè, thì nó sẽ không có bị sét. Còn nếu mà mình không có thay nhớt thì mình đậy lại thì nó sẽ bị gỉ mồ hôi, bị gỉ mồ hôi thì sẽ tạo ra cái hơi nước, mà mình để cái hơi nước lâu ngày thì nó sẽ bị sét. Đây, bạn coi xương này chản thẳng luôn. Đó, mũi lô nè. Quá dữ dằn. Xuống dưới hàm mũi cho người cùng xem mà nè. Xương là xương 25 dập 5 nha các bạn, xương 6 ly 25 dập 5. Ôi ôi. Cái này nếu mà về anh chủ nào không thích thay nhớt thì rửa ra rồi sơn lại, nhưng mà mình nghĩ thì chắc chắc là 10 chủ, hết 10 chủ là đều thay nhớt ở bên trong hết trơn các bạn, kể cả tàu mới đóng luôn. Tàu mới đóng là ở khu vực hầm hàng là người ta đều đổ nhớt hết trơn luôn. Còn riêng hầm mũi, hầm lái thì người ta sơn nhiều hơn là đổ nhớt. Còn anh này là anh chơi là anh thay nhớt bóng lưỡng hết trơn luôn nè các bạn thấy không? Không có một miếng sét. Quá chất lượng. Đây các bạn coi nè. Tôn KMK 20 năm rồi mà nó còn đẹp như thế này đây. Bởi vì là người ta mua xà lan hay là ghe cộ người ta rất là khoái tôn KMK đó các bạn. Đợt tôn của Liên Xô á. Nhưng mà nằm ở thời điểm là 2009 thì cái tôn nó đã bị là hết rồi ha, không còn sản xuất nữa. Bây giờ ghe cộ bây giờ đều đóng là tôn của China, mà tôn của China thì xài tầm khoảng là 5 năm là nó sẽ sét ở trong sét ra. Mình đi cố gắng kỹ thì sẽ đỡ ha, còn nếu mà mình đi không kỹ nó còn dữ dằn nữa. Nhầm chiếc mà mới chừng khoảng là 3 năm mình lên này là lượng cái lượng gỗ không các bạn. Gỗ còn hơn cái mặt của mình nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô bên trong ha, cái hầm mũi thì không còn gì để chơi rồi các bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ đi vô bên trong. Vô bên trong cho người cùng xem đây. Thì ở phía trước này là anh đã ngăn hầm ra rồi để mà chạy chở cát xả tràn nè. Ở bên trong là hầm hàng. Ôi là cành với hai vách hông các bạn coi nè. Còn rất là đẹp ha. Nếu mà nói chiếc này đóng 203 mình không tin luôn, đúng là cái kiểu này thì nó đúng là cái kiểu mà nằm ở tầm khoảng là cái thời điểm đó. Nhưng mà các bạn coi cái chắc tàu nè, từ nước sơn ở bề ngoài đi vô tới bề trong hầu như là không có bị gỉ sét luôn các bạn. Anh tàu này anh đi rất là kỹ ha, anh chủ tàu. Còn cái vấn đề mà nó bị lượng sóng cái đó thì cái đó là chuyện quá bình thường rồi, tại vì hàng chở cát chở đá thì nó rất là nặng các bạn. Xà lan mới đóng mà đi xuống tầm khoảng là 5-7 năm thì nó đều lượng sóng như thế này hết trơn ha. Đây với cộng thêm một cái nữa, gào mình cạp á, gào mình cạp lúc mà mình cạp mình nhặn xuống á thì đó là điều bắt buộc rồi. Nhưng mà cái đó thì không thành vấn đề các bạn, mấy anh em nào mà đi cát đá thì anh hiểu rồi, quan trọng là cái chắc tàu nó còn nhiêu thôi. Chiếc này nếu mà mọi người nào mà có mua thì đem về dọn sơ lại, treo độn đồ hàng, bát độn đồ vô ha, sửa chu bích đồ lại, sắp xếp cái vị trí nó lại là bao quýp đẹp luôn ạ. Còn đây là phía trên này. Bây giờ để mình đi chui xuống dưới cái hầm phao bên đây cho người cùng xem ha. Là khu vực ở dưới hầm phao đây các bạn. Ôi ôi. Bên trong này thì cũng thay nhớt ha. Anh thay nhớt tới đây khúc khoảng này chưa tha cái gì nè. Đây xương ở dưới nè, xương ở dưới lườn đây. Cái chiếc này đâu rồi ta? Ở bên đây hình như là xương cũng 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 hình như là xương lườn là tới 30 dập 5. Còn xương hông thì 25 dập 5. Ừ.
Đó, mở lên, mở đèn led lên cho mọi người cùng xem. Chút xíu nữa là mình sẽ đi vô bên trong đài máy cho mọi người cùng nghe luôn ha. Nghe cái tiếng máy nổ cho nó chắc. Cái chiếc này chạy cũng dữ lắm nha các bạn, cũng yên 350 còi nhỏ. Xịt nhớt ở dưới này nè. Đây, tôn đáy đây. Xương lường cũng là 6 ly nha. Nhưng mà xương lường là nó tới là 30 dập 5. Mọi người cùng xem cái gang tay của mình nè. Xương lường là 30 dập 5. Cái gang tay của mình là 2 tắc đó. Thì 30 dập 5 thì nó sẽ còn là 25 năm đó các bạn. Cái này là mấy cái nhớt, mấy cái bụi nó đóng nhưng mà là nó sét. Chứ không phải là nó bị sét nha các bạn. Đây. Mấy cái này nè. Mấy này không phải sét nè. Thấy không? Cái này là mấy cái cặn nhớt nó đóng nè. Chứ nó không phải sét. Nói chung là khu vực ở hầm hơi cũng rất là ok luôn. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ đi lên trên, đi dài ra sao nữa. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ dỡ những cái hầm hơi nhằm sút, hầm sút cho các bạn cùng xem. Đây bên trong hầm sút. Ở khu vực hầm sút thì hai bên hầm phao thì ảnh chưa có thay nhớt hay là ảnh có thay rồi nhưng mà nó thấm lâu rồi nó bị khô rồi các bạn. Hầm sút nè. Cái này giờ là mình cái này giờ mình đổ nhớt vô thêm, mình thay nhớt, mình lấy chui xuống dưới, mình lấy bình xịt sâu á, mình xịt thêm, xịt hai bên vách, hai bên hông. Cái này là có xịt rồi nhưng mà kiểu giống như xịt ít á, nó không đủ. Hầm số thứ hai. Đủ. Mấy cái này là mấy cái cát nó văng vô nè. Cái phần xương ở bên trong vẫn còn rất là êm nha các bạn. Thấy chưa có dấu hiệu là bị gỗ sét. Do là đất cát nó đóng thôi chứ này là mấy này là cái phần này đất cát nó đóng nè. Nè, bạn thấy không? Mình lấy tay mình khủi ra nè. Cái này mình vệ sinh lại cái bắt đầu cái mình xịt dầu xịt nhớt vô cái nó quá êm luôn ta. Rồi bây giờ để mình đi qua hai cái hầm sút bên kia cái nữa rồi mình đi vô trong hầm máy ha. Bây giờ mình đi qua tới bên hầm sút bên mặt phải đây. Đó. Bên đây thì có nhớt ướt nè. Cái chiếc này là 450 tấn mà kêu giá là 1,4 tỷ. Giá thời điểm hiện tại mà tầm khoảng là 1,4 tỷ các bạn, mình chỉ mua được cái chiếc ghe là nó tầm khoảng là 200 tấn. Nhưng mà đời hơi cao một chút xíu. Đời tầm khoảng là 27, 28 là 29 rồi đó. Mà tính ra mình bỏ tiền mình mua một chiếc ghe với một chiếc xà lan mà ở trên là số tấn vậy thì nếu mà mua chiếc này thì nó quá lời. Tại vì 1,4 tỷ mà được tới 400 mấy chục tấn, còn chiếc ghe thì 1,4 tỷ chỉ được có 220 tấn thôi, tầm khoảng 200-220 thôi các bạn. Nếu mà ghe sắt bây giờ mà tầm khoảng 220-250 đóng là nó đâu đó cũng gần xém 2 tỷ á, đóng mới á. Chứ không có ít đâu ha. Đây còn đây đi ra phía sau thì
Thì ở ngoài sau thì anh đã có là cái dừng cái miếng chặn sóng rồi, rồi chỗ này thì cũng có ngăn hầm đây. Thì giống như mình nói nãy là anh chở cá sả tràng được rồi đó ha. Mọi người đang có công trình mà chở cá sả tràng thì mọi người cứ yên tâm về bằng đó mua về là chạy khỏi cần làm hầm. Còn phía sau là cái phần cabin. Ở trên là cabin sắt hạ lên hạ xuống được, còn dưới là cabin chết nằm liền. Đây là bên trong khu vực của cabin nè. Thì mình 1m65 là mình đi là nó vừa đụng cái đầu luôn các bạn. Cái này là tầm khoảng là 1m55 là đi khỏi thoải mái. Tại với cái cabin như thế này thì mình thấy cũng vừa tầm rồi ha. Tại vì đa số mấy anh em đi xà lan cát này kia nọ thì hay chui vô trong những cái phần mà cầu thấp, cầu kinh nhỏ hẹp rồi đó. Có không gian bếp thì sẽ nằm ở đây. Còn đây là không gian để mà mình ngủ nghỉ ở ngoài này nè các bạn. Rồi bây giờ kiếm đường chui xuống dưới hầm máy thôi. Đây, cửa hầm máy thì nằm bên này. Đây ạ. Bữa nay là mình tự xử luôn các bạn. Mình muốn làm gì mình làm. Muốn đề máy mình chạy, muốn vô số mình vô. Cumin 350 còi nhỏ, hộp số là 135A. 4 tua, dung dịch là 1m32. Đây là khu vực ở dưới hầm máy. Cho mọi người xem sơ sơ trước cái thứ hai rồi mình sẽ đề máy lên ha. Ở dưới này thì có một cái bơm nước nè. Rồi 4 bình, 2 bình đài, 2 bình đèn. Rồi bây giờ vô tới nhân vật chính là cái máy đây các bạn. Cho mọi người xem cho nó chi tiết chút xíu ha. Cái máy gáo gạo luôn. Để máy ở đâu ta? Đây bên hông nè. Còn đây là số 135A đây. Tính thử số ở dưới này mà nó cứng quá. Chắc phải đề máy xong rồi lên cabin thử số các bạn ơi. Cái hộp số này là cái hộp số 135A cùi gời nha các bạn, chứ không phải là cùi liền ha. Anh em nào mà đi mua ghe hay là đi mua tàu thì mình nên chú ý là hai cái đó các bạn. Cũng là y gan cái ngoại hình hộp số 135A nhưng mà nó cùi gời với cùi liền hai cái nó khác nhau. Cùi liền á là nó chạy nó rất là dễ bị xì nhớt ngay chỗ cái cùi thơm nè. Còn nếu mà cùi gời á thì nó không có xì nhớt. Thì để sau phát hiện thì mình sẽ chỉ luôn ha. Đây. Đây cùi gời nó như thế này đây các bạn. Đó. Còn cùi liền là các bạn nhìn vô các bạn không thấy cái kẻ đâu. Cùi gời á thì mình xài á là mình xài phút, bởi vì là mình chạy nó không có bị xì nhớt hộp số ở trong nó đi ra ngoài. Còn cái cùi liền á thì nó xài giống như là xài gắn cái bạc xí túc, nó xài dây chăng ép cái mặt gam vô vậy, giống như là gắn bạc xí túc với các bạn. Bởi vì mình chạy thời gian nó rịnh nhớt, thời gian là rịnh nhớt hoài luôn vậy đó. Bây giờ mọi người nào mà có đi coi tàu thì nên coi kỹ cái phần hộp số ha, nó cũng rất là quan trọng á, chứ để không thôi nó báo mình hoài luôn các bạn. Một chuyến mà tầm khoảng nửa lít nhớt thôi đủ chết rồi. Cái hộp số này là cùi lì, cùi gời nè. Cùi gời thì người ta xài phốt, xài phốt nó không có bị xì nhớt. Rồi giờ kiếm chỗ đầy máy ha. Sao ta, mấy pha này nguy hiểm lắm nha các bạn. Cái gì trời, an toàn chứ ta. Dây đầy đủ
Đây, mở dầu lên. Ok. Bếp. Cái hơi máy rất là ấm nha các bạn. Lên trên môi thử ra mới được, cái này cứng quá mẹ, cái nó không tụt xuống thấy mẹ luôn á. Bây giờ đi lên trên môi để mà thử ra thử số cho người cùng xem ha. Mình đi lên tới trên khu vực ở trên môi nè, ở trên này thì cũng được lót gạch rồi, ở ngoài sau thì có nguyên cái nhà mát để mà mình tiện lợi cho cái công việc che nắng che mưa rồi các bạn. Còn đây là phần bô khói. Bây giờ mình sẽ đi vô cabin mình nạt dài đường ha, racing boy các bạn ơi. Ít ra cái tay ga dài như cây thước bán trời. Đây test qua lần trước cái đi. Ồ rất là nhẹ nhàng ha. Cái đồng hồ kim này bị hư cái gì vậy ta, nó không chạy nè, hay là mình chưa mở cái công tắc nào lên ta, mấy cái này nó sao nó nguy hiểm chứ trời. Thôi bật lên cái làm cái bùm cái là đây ra các bạn. Sao mà cho các bạn coi được cái bô vậy chứ. Rồi bây giờ để mình vô số thử cho các bạn cùng biết luôn ha. Vô đi rồi có cái gì mình sẽ nói cho các bạn nghe. Cái hộp số này là cũng còn rất là ok nè các bạn. Tại vì khi mà mình vô số nè các bạn để ý nè, là nó không có táp một cái gầm. Tại vì khi mà hộp số mà mình vô số nó táp một cái gầm á, là có chứng tỏ là cái hộp số đó là một đó là ông thợ canh ông bị dởm, là ông canh là hở bố quá xa, hoặc là hai nữa là nó bị mòn bố và cái độ hở của bố nó rất là xa. Khi mà mình vô số ép nhớt nó bóp là cái gầm nha các bạn đó. Còn khi mà mình vô mà nó vừa lăn, nó vừa gồ nhẹ lên cái, nó lăn mạnh lên cái là rất là ok. Tại vì lá bố của người ta nó hỏi tầm khoảng là giới hạn là bao nhiêu đây thôi. Khi mà nhớt nó ép vô cái là dính luôn như nè, nó không có khoảng cách để mà cho cái bố nó bị tác động quá mạnh. Đây các bạn thấy không, nó rất là im gu luôn á. Hồi đó mình mua chiếc ghe của mình vô số một cái, nó trời ơi tưởng nó trời đánh không.
quất xuống cái gầm, vô số tới cái gầm về cái gầm, trời ơi đẩy 3 tiếng sét luôn các bạn. Rồi ok trời đó ha. Bây giờ mình sẽ đảo xuống dưới hầm máy cho mọi người cùng xem lại cái nữa rồi mình sẽ kết thúc video ha. Mọi người nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình sẽ để cho màn hình. Đây là ngoại hình chiếc tàu đây. Đứng từ ở trên vị trí là cabin nhìn xuống các bạn. Còn đây là phần cabin. Rồi bây giờ để đi dưới hầm máy cho mọi người cùng xem sơ sơ lại cái nữa rồi mình sẽ là kết thúc video ha. Ở trên rất là rộng các bạn ơi. Thôi thì mình xin tạm dừng video tại đây ha. Mọi người nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại đi. Gặp ngay anh chủ tàu rồi muốn nói gì nói với ảnh ha. Rồi hẹn các bạn ở clip sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.